Mình làm thân người phụ nữ đừng bao giờ đặt vào vấn đề là đàn ông vui thì mình vui, đàn ông buồn mình buồn, vậy thì mình tiếu rồi. Bây giờ quý vị nên nghe công đoạn này để mình sống làm sao mà bản thân mình có sự tự chủ. Tại vì mình vui thì mình còn có năng lực mình nghịch người ta. Còn bây giờ người ta mà để cho người ta nghịch mình không à, đến khi người ta buồn mình cũng buồn, vậy ai nghịch được ai quý vị? Trong gia đình chỉ có một người truyền lửa, lỡ cái người đã hết lửa lấy ai truyền? Nên chúng ta phải tạo cái lửa tươi mát, sống vui vẻ an lạc của cá nhân, để khi người ta có chuyện buồn gì thì còn có điểm nương tựa về chính mình, đúng không quý vị? Nên mình sống mà mình cứ là thấy người mình quý thương vui thì mình vui, còn người ta buồn mình buồn, vậy thì lỡ một ngày nào người ta không vui vậy ai là người giúp đỡ được người ta? Quý vị đang tạo ra cái gánh nặng cho người ta nhiều quá. Nên mình bây giờ mình nghe đạo rồi, mình nên tạo cái nguồn năng lực sống cho chính mình. Đây là người khôn nhất trong cuộc đời này. Nên bài học hôm nay là gì? Ngày 8 tháng 3 phụ nữ vượt lên chính mình. Vượt lên. Đúng không quý vị? Bây giờ mình có chồng mình sống cũng tốt, mà nếu mà mình không có chồng mình vẫn sống tốt. Tại sao quý vị không sống tốt? Ví dụ như bây giờ chồng thương thì sống cũng tốt, mà chồng không thương bỏ rơi mình cũng phải sống cho tốt. Quý vị phải nhớ nha quý vị, cái định mệnh cuộc đời chúng ta là do chúng ta nắm giữ á. Chứ cái định mệnh của mình đừng có để cho người ta nắm giữ nghe. Nếu như mà mình gặp một người mà chia sẻ đạo pháp cho mình để mình phát triển cái định mệnh mình thì điều đó tốt. Còn mình đưa cái định mệnh của mình cho một con người mà không có đạo đức gì hết trơn thì quý vị sai lầm, giống như giao chứng cho ác. Có được gì đâu quý vị. Mình giao cái định mệnh mình cho kẻ ác, người không biết đạo gì, quý vị thấy có bất an không? Quá bất an chứ. Nên mình phải giữ cái định mệnh của mình bằng cách là dù được thương bản thân mình cũng sống tốt, mà mình bị bỏ rơi bản thân mình cũng sống tốt. Thấy không? Hôm nay người ta nói bao nhiêu lời thương yêu mình, như ngày 8 tháng 3 này bao nhiêu lời nói đó quý vị. Nếu như mà chúng ta có được năng lực thần thông đó nghe, chúng ta thu gom của một ngày nay á, thì bao nhiêu lời nói đường mặt của ngày nay nó xuất phát ra nhiều lắm nè. Mà những lời đó làm cho người ta vui đó thì nên cái bầu không khí ngày nay cũng cảm thấy im dịu, mát mẻ. Tuy là những lời nó không thật mà nó làm cho nhiều người vui quá quý vị, nên cái ngày nay cảm giác nó cũng ấm áp và nhẹ nhàng nè. Nhưng mà cái đó nó vui nhất thời, nhưng cái họa là về sau ghê lắm. Hiểu không? Có khi nó nói bao nhiêu lời đường mặt. Ví dụ như bữa nay là ngày nay là ngày kỷ niệm này kia đồ, dù kiểu mới quen nhau rồi đó, thôi bữa nay kỷ niệm thôi, chúng ta cũng làm cái gì kỷ niệm cho nó sâu sắc một chút. Hiểu không? Mình cũng thấy thôi bữa nay kỷ niệm đặc biệt quá, thôi lấy ngày này là lấy ngày đẹp để mà kết duyên luôn đi. Nguy hiểm lắm quý vị ơi. Đó, ngày nay dữ lắm nè. Tối hôm nay phải không? Tối hôm nay nó chở đi dù dù ngoài đường nè quý vị. Cặp cặp đồ nó chở đi dữ lắm. Nghèo gì nghèo cũng kiếm tiền, chở em đi ăn đồ, chở vợ đi ăn bữa nay đồ, thấy không? Hai bà vô trong quán xá ngồi và cũng nhí nhảnh. Cảm thấy mình cũng cầm trong tay một đóa hoa, hay là một cành hoa, hay là một món quà gì đó. Cũng cảm thấy ơ mình cũng hạnh phúc, được chồng thương yêu, rồi chiều chuộng, cưng chiều, dẫn đi ăn uống, đúng không? Đó, quý vị coi, nhìn thì thấy vậy mà nó ảo bên ngoài lắm. Bắt đầu ngày mai, phải chi nó được như ngày nay nữa thì ngon quá. Không lẽ cái định mệnh cuộc sống chúng ta chỉ sống có một ngày 8 tháng 3 này sao quý vị? Tại sao cái định mệnh cuộc đời mình không nắm giữ, để ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3 của mình? Bây giờ ông thầy ông khuyên ngày nay là ngày người phụ nữ phải vượt lên chính mình, là vượt cái gì?
vượt lên cái sự khổ đau, vượt qua mặt khổ đau, đừng bị khổ đau chói buộc, vượt qua những cái tình cảm chói buộc mà bản thân mình phải khổ đau vì nó. Mình đã chân thật nhiệt tình với người ta mà bị người ta ruồng bỏ, bị người ta dụ dỗ rồi bỏ, dụ tình dụ tiền rồi bỏ rơi mình. Mình tưởng rằng là bản thân mình đã mắc vắng rồi, không còn cái gì nữa hết, bây giờ mình muốn chết. Hãy vượt lên chính mình để mà sống đi. Phật nói là thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Phải vượt lên chính mình mà tiếp tục sống. Trong mọi hoàn cảnh phải sống, và phải sống cho đặc biệt nữa. Con người chỉ có 3 buổi cơm thôi. Đồ bặn đẹp hay đồ không được đẹp thì cũng là bộ đồ. Thì người ta có tiền, người ta mặc bộ đồ đẹp một chút. Mình tiền ít, mặc đồ xấu một chút. Người ta có tiền, người ta mang giày dép đẹp một chút, xịn một chút. Mình ít tiền, mình ra ngoài mình mua giày dép nhái, đồ xịn được không? Không? Bản thân của mình nên định mệnh của mình phải phát huy chứ quý vị. Nên ai mà nghe được những công đoạn này, nghe những đức khuyên quý vị, quý vị sống khổ cả đời, sống không có một ý nghĩa gì đặc biệt đâu quý vị. Bây giờ một đứa con bé nhỏ bây giờ nó nghe công đoạn này, các con cũng nên nhận thức cuộc đời sống buồn, sống khổ, sống không có nụ cười, sống làm gì ý nghĩa gì đâu. Mấy mươi năm cuộc đời, ai cũng sống mấy mươi năm cuộc đời. Dù khổ nghèo gì đi chăng nữa thì cũng phải sống mấy mươi năm cuộc đời. Từ hôm nay sống mấy mươi năm cuộc đời, nên sống một đời ý nghĩa. Không? Sống một đời ý nghĩa. Đó, bữa nay vị đi chùa thấy không? Đó. Nào là xanh, đỏ, trắng, vàng, đủ màu đúng không? Đó là ý thích của quý vị thôi. Có người thì bận đồ cục chút, có người bận đồ dài chút. Có bà bận áo xanh, áo đỏ, áo vàng, áo tím, đủ màu, hiểu không? Màu gì cũng được. Cái quan trọng là quý vị thích và cảm giác rằng chúng ta có được niềm vui, đúng không? Đó. Nên có khi mình làm người phụ nữ á, cái bộ đồ mình bận với càng chồng mình khen đẹp cái mình sẽ bận. Mà bộ đồ đó mình rất thích mà chồng nói xấu, là tự nhiên cái cảm giác mình không muốn bận nữa. Nghĩa là cuộc đời người phụ nữ họ bị lép ngay cái chỗ này nè. Là giống như họ, niềm vui của họ là đặt vào người đàn ông của họ. Đâu dép bộ đồ đó đẹp, nhưng mà chồng chỉ cần nói không đẹp là họ vì chồng họ mà họ không muốn bận bộ đồ đó nữa. Giống như trong cái cuộc đời họ là không có cặp mắt nào để cho ai nhìn, đều để cho người đàn ông của cuộc đời họ nhìn. Phải chi mà gặp cặp mắt của người đàn ông có Phật pháp, có trí tuệ, để cho họ nhìn, họ còn hoạt bát mở rộng ra thì quá đặc biệt. Còn nếu như để cho một người đàn ông không biết Phật pháp, sát sanh hại vật, ăn nhậu bê tha để nhìn số mệnh cuộc đời mình, thì đúng là mình quá xui xẻo. Quá xui xẻo thiệt. Vậy vị coi, khi mình bệnh ung thư hay bệnh đau gì có ai chia không? Rồi khi một hơi thở thở ra, không hít vào, có ai đưa mình đi đến cái cảnh giới an lành không? Con đường này đều là tính mình đi thôi à. Nhưng mà chúng ta lại bị lệ thuộc vào cái việc tam đồ ác đạo cùng với người ta. Chúng ta cái gì cũng vì họ, mà chúng ta không có một cái gì vì mình. Bây giờ hình thức bên ngoài chúng ta có thể vì họ, nhưng mà cái việc tu học và nghe đạo thì việc này bản thân mình phải dùng mọi cách phải duy trì. Thấy không? Đây là cái mặt tâm linh, bản thân mỗi người đều phải phát huy, phát triển để mình sống được đặc biệt. Một ngày nào họ thất thế xa cơ, họ buồn, họ khổ, ta vẫn có những lời nói để nhắc nhở họ và khuyên họ. Còn hơn là chúng ta đắp vào họ, lỡ một ngày nào họ ngã gục đi, ai là người sẽ giúp họ đứng lên? Nên Phật pháp là giúp cho mỗi người có sức lực để đứng lên. Giống như một khu rừng vậy, cây nào cũng có năng lực để sống. Khi gặp một cơn bão thì mỗi một cái cây nó có sức chịu giông bão, thì khu rừng đó khi qua cơn bão thì cây cối còn có thể tồn tại. Còn nếu như mà bây giờ chỉ có một cây chính ở trong khu rừng, còn tất cả cái cây kia không cần phải đứng,
Vậy thì nó ngã rập xuống một cái thì cái cây kia cũng ngã luôn. Ai là người đỡ được ai quý vị? Đúng không? Đó. Giống như Đức là người học Phật được vui vẻ quý vị, những Đức chia sẻ với quý vị có quyền học Phật được vui vẻ. Những Đức niệm Phật được an lạc, quý vị có quyền niệm Phật được an lạc. Những Đức tôn tượng Phật lên những Đức thờ, quý vị cũng có khả năng tôn tượng Phật lên thờ. Quý vị đều có khả năng này, nên Đức Phật nói rằng: này các con, giáo pháp của ta, ta là người đã áp dụng và ta đã hành trì. Ta hành trì được lợi ích nên ta nói đây là giáo pháp ta đã lãnh ngộ. Ta đem giáo pháp này để dạy cho các con, thì các con hãy tự mỗi người lãnh ngộ giáo pháp này và tự đúc đúc mà đi. Thấy không? Cái đạo pháp nó không có một cái gì gọi là bó buộc chúng ta hết. Chỉ có trong một đoàn thể thì theo quy tắc thôi. Mà quy tắc đó nó phải lợi ích, xác thực là nó phải lợi ích, thì quy tắc này mình mới theo. Nên con người chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta trung thành với một người phải có chí và phải chung, chứ không phải là ngu chung. Vì số mệnh cuộc đời ta không có ai giải quyết được hết. Định mệnh cuộc đời ta không có ai giải quyết được hết. Ông trời hay thượng đế gì, hay vua Diêm Vương, không ai có thể cầm được cái định mệnh cuộc đời mình hết. Mà đây là chính bản thân chúng ta dẫn dắt chúng ta. Thấy không? Nên đạo pháp dạy rất là đặc biệt quý vị. Nên mong tất cả những người phụ nữ hay đàn ông gì cũng nên vượt lên chính mình mà sống cho thật là tốt. Dù bây giờ mình là người đàn ông làm ăn không có phát triển được, không có thành đạt sự nghiệp, bị người ta cười chê, nhưng chúng ta đạt được cái gì? Đạt được trong thất bại mà chúng ta vẫn còn được niềm vui. Hiểu không quý vị? Nó vẫn là gị lại được. Chúng ta thường thành công, chúng ta nặng nề vì cái việc chúng ta đã đạt đến đỉnh thành công. Chúng ta bảo vệ thành công, lỡ một ngày nào chúng ta thất bại thì chúng ta bị gục ngã với sự thất bại. Chúng ta sống như vậy chúng ta không có lối thoát. Nên khi thành công trong cuộc đời này, chúng ta luôn luôn có cái góc độ suy nghĩ. Sự thành công trong cuộc đời thì nhất định sẽ có cái thất bại. Giống như một con diều bay cao trên bầu trời, dù có cao tới đâu thì con diều này nhất định phải rớt xuống, không thể nào tiếp tục cao vượt qua trời. Đúng không? À, nên á, cái tâm học đạo niệm Phật của chúng ta là câu thông với thế giới cực lạc. Còn cái hình tướng ở thế gian thì chúng ta có cái thời gian. Nhớ nghe quý vị, tâm á, thì câu thông với thế giới cực lạc, mà hình thức thế gian thì đều có thời gian. Phải hiểu nguyên lý đó đó, thì chúng ta không bao giờ bị thất vọng một cái gì mà làm cho mình gục ngã cả. Nên á, ngày 8 tháng 3 mà nghe như vậy, quý vị phải làm mình vượt lên chính mình và mình có năng lực để cầm định mệnh của mình, để điều chỉnh định mệnh mình hay không. Ví dụ như chúng ta mấy mươi năm cuộc đời chúng ta sống rất là buồn khổ vì một gia đình, bây giờ chúng ta nghe bài pháp này chúng ta tại sao không điều chỉnh lại? Chúng ta không điều chỉnh lại cái đường đi mới thử coi sao? Cuộc đời con người ưa có bị cái bệnh này mà cả đời phải khổ đau. Con đường thì tôi đã đi xa rồi, tôi quay lại biết con đường kia nó có được như con đường này không? Tại sao chúng ta không cho mình cơ hội? Vì con đường này đi mấy chục năm nó rất là khổ. Bây giờ chúng ta nhìn trước mặt chúng ta có hai con đường. Chúng ta nói tuy khổ nhưng cũng quen rồi. Con đường bên kia người ta nói kìa, con đường kia nó đặc biệt hơn. Rẽ qua đường đó đi, rẽ qua đường đó nó sẽ đặc biệt hơn mấy mươi năm của con đường này. Mình nói không dám tin. Tại vì mấy mươi năm tuy khổ nhưng cũng quen với cái khổ. Thôi đi cái này đi cho nó chắc ăn. Quý vị thấy không? Người ta cứ như vậy mà cả đời người ta dẫm chân lên cái khổ đau hoài. Phải chi mà rẽ qua con đường kia đi, nó khổ nó đã quen rồi. Chúng ta thí nghiệm lại biết đâu chúng ta sẽ thoát khổ làm sao. Đúng không quý vị? Nên nghe đạo nó rất là đặc biệt. Nó giúp chúng ta cởi mở tâm tư, cởi mở đi sự chối buộc của cõi lòng của mình. Cái khổ đau nhất là trong tâm tư mình bị chối buộc đó quý vị. Trong tâm tư mình bị chối buộc. Mà cái chối buộc lớn lao nhất trong cuộc đời này là tình cảm con người đó quý vị. Nên Đức Phật nói một câu rằng món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Tình cảm là khó vượt qua nhất, mà nó cũng là sự khổ đau nhất, mà nó cũng là sự mặn nồng nhất của cái cõi nhân sinh này. Quý vị thấy trong nhiều người ngồi đây, quý vị đã có những lúc mà mặn nồng trong tình cảm ân ái giữa nam và nữ,
vị thấy những cái giây phút đó, quý vị dù trả cái giá gì quý vị cũng chấp nhận trả. Trả giá gì cũng được. Tại vì sao? Nó bị mù quáng trong ăn ái. Nên trong nhà Phật nói rằng sự ăn ái của cõi đời mà ô nhiễm nặng nề thì nó giống như một con dòi mà lúc nhúc trong đống phân. Sự khổ đau đến mức như vậy đó quý vị. Nhưng mà chúng ta rất khó vượt qua cái tình ái trong cuộc đời. Nên á, cái ngày lễ này nè là cái ngày lễ tình ái nè. Rồi ngày lễ tình nhân cũng là tình ái, quý vị coi. Ngày này nếu quý vị ở ngoài đời quý vị sẽ rõ ràng quý biết liền. Ngày lễ tình ái, tuy nói là tôn vinh người phụ nữ, nhưng tôn vinh bằng ngày, bằng đêm còn tôn vinh hay không? Vì ngồi suy nghĩ đi. Thật sự mà nói, đối với quý vị là người nữ, vợ chồng, bây giờ khen quý vị, thương quý vị, tặng hoa quý vị, mà không làm việc gì với quý vị, chứ quý vị nói chắc anh không còn thương tôi. Vì đâu có chịu điều này đâu. Nên bắt buộc người ta phải xử lý vấn đề. Rồi khi bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại thì quý vị thấy sự tôn vinh đó, rồi cuối cùng chúng ta như thế nào? Suy nghĩ đi. Đúng không? Đó. Không nghe, nghe gì nghe để nhận thức nghe quý vị. Nhận thức một đời người chúng ta nên có phương hướng nghe quý vị. Bây giờ phải chịu thôi. Nhưng mà chúng ta phải có phương hướng của chính mình nội tâm á. Nó sáng mua cho một bộ đồ, trưa nay bận hoặc tối nay bận cho đẹp đi. Bận cho đẹp, ủi đồ ngon lành lắm. Ừ. Bận cho đẹp và ủi ngon lành lắm. Rồi mấy bà dùng mọi cách hết chứ, mấy bà tô điểm mấy bà cho đẹp lên. Thấy không? À, bé bỏng một chút thì cũng cho nó to to lên. Để làm chi? Để tối đêm nay te tua. Bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ nghe. Để rồi bản thân của chúng ta chọn ra một con đường mà thật sự an lạc ở thế giới cực lạc. Đó. Cái này không phải nói gì tầm bậy gì đâu quý vị. Mà quý vị tự hãy hỏi lên lương tâm quý vị coi, nó có gì hay không. Cái tình ái trong cõi đời này nó là như vậy đó. Nếu quà, tặng quà, hôn em nhưng chưa đi đến cái chỗ cực điểm của nó thì chưa phải anh yêu em. Đúng không? Nhưng mà cũng từ ngay cái đó đó mà nó trói buộc quý vị khổ đau. Rồi quý vị có khổ cỡ nào chỉ cần có anh hoặc là có em. Đó, phải là sự trói buộc trong tình ái khổ đau không? Nên món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Đó. Những ngày này nè là những ngày mà gọi là một con người nào đó nghĩ ra hay là một cái công việc gì, thí dụ như những đứa cũng đọc qua coi qua, thì ngày này là cái ngày giống như người ta bị bóc lột sức lao động, chịu khổ này kia, người phụ nữ dùng dậy lên, vượt lên chính mình để thoát đi cái số phận bị trói buộc khổ đau. Thì cái này cũng là một nền giáo dục đặc biệt, nhưng người ta lại chuyển hóa ngày này. Chuyển hóa ngày này quý vị. Nên những đức mới bài học này là khuyên quý vị vượt lên chính mình là đúng, đúng không? Nhưng mà cái vượt lên chính mình của quý vị trong cái cõi nhân sinh này, quý vị vượt không ra khỏi tình ái. Quý vị không có tình ái thì quý vị sống không có nổi. Nên từ nơi đó chúng ta sống trong ái tình. Nên những đức mới giải thích rộng ra cho quý vị nghe. Trong cái tình ái thương yêu và vượt lên chính mình, cuối cùng quý vị có vượt lên được gì đâu. Quý vị là phái nữ, quý vị có vượt lên được gì đâu. Bây giờ đa phần người phụ nữ trong cuộc đời này, thật sự mà nói kẹt quá là cái chuyện chúng ta không có duyên nợ với ai, thì mình không có người đàn ông trong cuộc đời thôi. Chứ ai mà sinh ra đời mà muốn mình không có người đàn ông trong cuộc đời. Hoặc là đi tu thì nghĩ rằng đây là con đường giải thoát mình hiểu, mình mà không có nghĩ người đàn ông trong cuộc đời. Chứ nếu như quý vị ngoài đời thì 10 người phụ nữ, 100 người phụ nữ, 1000 người phụ nữ, 10000 người phụ nữ vẫn mong muốn có người đàn ông trong cuộc đời chúng ta. Đúng không? Người ta còn ví dụ là người đàn ông là giống như cái cục cái gia đình. Nên cuối cùng người phụ nữ mới trở thành một kẻ yếu đuối. Cho rằng là gia đình không có đàn ông thì dễ bị hà hiếp. Cũng vì quý vị có cái nghĩ đó là do tại quý vị mong muốn. Nên bản thân quý vị không có được cái khả năng vượt lên chính mình. Chứ nếu như quý vị có khả năng vượt lên chính mình thì đàn ông hay đàn bà có hay không có gì, chúng ta cũng đứng vững trong một gia đình về nền giáo dục. Đúng không quý vị? Đó.
Nên có nhiều người ta nói ôi thầy này công nhận đi tu mà không hiểu biết gì cuộc đời thì ghê chật. Xin thưa quý vị, cái người dù có qua tay bao nhiêu người phụ nữ cũng không hiểu biết được trong cuộc đời. Không phải nói là hiểu gì về cái chuyện đó, mà tại vì trong Phật Pháp á, cho chúng ta cái góc độ nhìn hiểu được nhân sinh thôi. Chứ dù quý vị có bao nhiêu trăm người đàn ông, bao nhiêu trăm người đàn bà, vì cũng là trong cái mê hoặc điên đảo chứ làm gì quý vị biết được những điều này. Quý vị hoàn toàn bị chối buộc, mê mờ trong cái đó. Làm gì ngu si gì đi nói ra để cho người ta tỉnh ngộ. Vì mình muốn cho người ta ngu si để mình câu thúc, ai chịu nói ra? Chỉ có Phật Pháp thôi cho chúng ta góc độ để nhìn ra. Hiểu không? Chỉ có Phật Pháp thôi quý vị à. Chứ quý vị đừng có dội vàng nói rằng chắc ông thầy này ngoài đời dữ dằn lắm cái này kia. Không phải. Không có trường lớp nào dạy qua cái này mà thông suốt được hết chứ. Chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni ngày mới dạy thông suốt thôi. Ngày dạy mình thật sự là nhìn thấu cái cõi đời này. Thật sự cái ái tình trong cuộc đời này thì ai cũng cảm thấy đến với nó là thấy vui lắm quý vị. Quý vị coi cái mối tình lần đầu tiên quý vị khi đến nhau quý vị thấy vui cỡ nào chưa? Nhưng mà cái vui đó nó đi đến cái khổ đau là sự chối buộc. Phải chối buộc không? Chối buộc mà. Khi ghép vào với nhau là bắt đầu là tạo ra gánh nặng. Tạo ra một gia đình là gánh nặng thêm. Tạo ra con là gánh nặng thêm. Đúng không? Nhưng mà trong cuộc đời thì thôi, gánh nặng này quen rồi. Không có lạnh lẽo lắm. Nghe không? Nên tại sao ngày nay tặng khăn cho quý vị tròn cổ? Vì mong rằng bất cứ ở nơi nào quý vị cũng được sưởi ấm tâm hồn. Đúng không? Ngày nay tặng khăn cho mấy cô tròn cổ nghe, là mấy cô đây đại diện. Cũng như những chiếc khăn này gửi tặng cho tất cả những người phụ nữ ở quả địa cầu này. Đúng không? Giống như hổm như Đức cầm cái quạt, như Đức quạt một cái. Đúng không? Quạt một cái như Đức nói quạt cho tất cả chúng sanh. Nghĩa là quạt chung. Chứ trong cuộc đời mình nếu quạt cho một người riêng biệt thì tiếp tục chúng ta bị tình ái buộc ràng nữa quý vị. Thấy không? Bị tình ái buộc ràng nữa rồi. Nên từ nơi đó nhận thức được đi quý vị. Nghe Pháp là để nhận thức được, chứ không phải là đá đổ hoàn cảnh mình đang sống. Mà quý vị tự có một lối đi của nội tâm quý vị. Mà lối đi này của quý vị cũng không cần phanh phôi ra cho người không biết bên cạnh chi, cả chồng hay vợ, không cần phanh phôi. Vì chính bản thân họ không chấp nhận lối đi này. Ta hãy tự âm thầm mà chọn lối đi của chúng ta. Còn cuộc sống thì chúng ta cứ duy trì, không có gì trở ngại. Hiểu không? Thí dụ như bây giờ quý vị là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, quý vị đang bận bộ đồ đỏ, bộ đồ xanh, bộ đồ hồng, bộ đồ tím gì đang đẹp đúng không? Quý vị phải sống giống cái cõi nhân sinh này thôi. Chứ trong tâm quý vị vẫn biết bộ đồ này nó là giả tạm thôi, nó không có gì thật. Và ngày tháng đi qua chúng ta cũng không giữ được cái nhan sắc này. Bây giờ nhớ hồi xưa mà năm 17, 18 tuổi với bây giờ mình đã quá già rồi. Thì dù cho bây giờ chúng ta có tô phân chét chấu gì đi chăng, hiểu không? Nói vậy đi cho nó vui. Thì xem kỹ, chúng ta cũng không thể nào giấu được những nét nhăn thời gian. Hiểu quý vị? Thì diện thì cứ diện đi, tái tạo thì cứ tái tạo nó mới mẻ đi. Nhưng ngày tháng thì nó vẫn là không thể nào giữ được đâu quý vị à. Chúng ta phải chấp nhận. Một ngày đi qua, tuổi già sẽ đến. Đúng không? Cái niềm vui trong Phật Pháp nó rất là hay, là chúng ta sống trong giả mà chúng ta lại vui trong giả. Rồi chúng ta lại có con đường đi đến cái thật. Chứ không phải kêu chúng ta là con đá đổ cái giả này đi. Nếu đá đổ cái giả này thì cái cõi nhân sinh này không ai chịu nổi vị chứ. Nghe không? Như ngày xưa có cái ông này, ông tu, ông niệm Phật giảng sanh, ông giàu lắm. Ông đem vàng, ông để lên trên thuyền, ông đẩy ra biển. Giữa biển nó cái đáy thuyền ông thiết kế nó bể ra, nó đổ vàng xuống biển hết. Đó cũng là một cái thời điểm đó người ta tu, người ta sự cố gì, người ta mới làm gì. Chứ nếu như mà gặp những đức thì những đức đem vàng này, đức làm máy niệm Phật, máy nghe Pháp, những đức bố thí cúng dường cho người ta. Hé quý vị. Rồi quý vị dư giả quá, có điều kiện quá thì thôi, mình cũng có chiếc xe mình đi, có phương tiện cuộc sống, có cái nhà ở đàng hoàng chút.
Nhưng mà biết nó là trong cái giả tạm, nhưng chúng ta sống phải có niềm vui, sống phải đặc biệt, để cho cái người ở trong cõi đời này giả tạm họ nhìn mình, họ ngưỡng mộ. Thấy không? Cái tâm đó đó, độ người mở rộng nha quý vị. Nên quý vị học Phật á, tại sao quý vị nhìn hình thức đồ sáng sủa. Những đức bây giờ người tu bây giờ bằng cái áo vàng khè, tròn khăn đồ cũng điệu nữa. Điệu chứ gì, vì nhìn phải điệu không? Đẹp. Không, làm đẹp nhưng mà là điệu. Nó rõ câu thế gian gọi là cũng điệu đó. Nhưng mà cái điệu này á, ngày xưa thì mình mong mình tìm kiếm dài em chứ. Nhưng mà bây giờ á, mình lại vì mọi người, là mình là người tu ăn chay niệm Phật, mà nhìn cũng vui vẻ và sáng sủa, nên người ta nhìn mình mà người ta ăn chay niệm Phật theo. Nghe không? Đó, các cô nên có cái tâm đó đó mà học Phật. Tại vì cái thời cuộc này, cái thời cuộc nó phát triển như vậy rồi, chúng ta phải có cái tâm đó mà học Phật, thì mấy cô học Phật đặc biệt dữ lắm. Chứ đừng có bao giờ nói cuộc đời tôi khổ quá thôi cho nó lúng luôn. Vậy sao sống như được? Khổ thì khổ, nghèo nghèo đi làm thuê làm mướn, làm thuê làm mướn. Bữa nào lâu lâu đi đám cưới cũng đem bộ đồ ra, đem kem phấn ra diện bữa chơi chứ. Đúng quý vị. Nghe không? Lâu lâu cũng đám tiệc gì hay là ngày lễ mùng 8 tháng 3 này cũng cạo lông mặt lông mày đồ. Nghe không? Cạo lông mi đồ chút đỉnh. Nhổ chân mày đồ gì đó. Nghe không? Cũng làm có được được một chút xíu. Nó thôi kệ đi. Nó, chứ đừng có để cho nó lúng luôn nghe. Nhiều người phụ nữ trong cuộc đời này quý vị, vì con vì chồng khổ nghèo giết quý vị, bỏ phế cái bản thân luôn. Rồi tự nhiên nhìn mình bèo nhèo xấu xí, già dặn, chồng mình thấy gớm ghê mình. Cuối cùng bản thân của mình quý vị, tự nhiên mình thấy mình tủi thân luôn. Vì mình bị bỏ rơi rồi mình tủi thân. Nên cỡ nào cỡ gì mình cũng sáng sủa, mình coi đường chút. Để làm chi? Bản thân mình cũng có khả năng vượt lên chính mình được. Hiểu không? Bây giờ Nhân Đức nói với vị nghe nè. Một người ung thư mà họ vui vẻ như hôm qua Nhân Đức gặp cái cô ung thư ở Đồng Tháp lên đây. Không thể nào nghĩ cổ là người ung thư. Cổ rất là đẹp. Nói chuyện Nhân Đức một chút, cô nói ngày xưa con ung thư con ốm. Người ta chỉ con ăn cách này cách kia, con ốm nhôm nhách đi trị bệnh. Từ khi con nghe thầy giảng, con quyết định con ăn chay, con ăn đàng hoàng. Con uống nước ngon lành đàng hoàng, con vui vẻ chừng nào chết thì chết. Vậy mà con lên lại là 8kg thịt. Thấy không? Cô lên 8kg thịt, người cô tròn trịa rất là đẹp. Nhìn không ai nghĩ cô ung thư. Cô nói rằng rõ ràng thầy nói đúng. Khi con người mình sáng sủa, nhìn thấy coi được đẹp, mình nhìn vô gương bản thân mình cũng tự tin. Và mình vượt lên chính mình được. Còn cấp trước con ốm ho gầy mòn, con xấu xí xanh xao, con nhìn con cái con muốn phế cái thân con luôn đó thầy. Con không còn cái cảm giác gì mà con có sự tự tin. Nên những đức nói vậy nghe kìa, cái hình thức bên ngoài nó cũng tăng trưởng sự tự tin cho mình. Hiểu không? Nhớ kỹ nghe. Những đức nói vậy nghe, những đức đi tu á, bây giờ là những đức lên được 10 mấy ký. Cỡ nào đi so sánh với ngày xưa, những đức và bây giờ vẫn được hơn ngày xưa nhiều. Đúng quý vị? Được hơn nhiều. Thì Nhà Đức giảng, Nhà Đức rất là tự tin và mạnh mẽ. Chứ nếu như bây giờ mà Nhà Đức còn xấu hơn ngày xưa nữa, Nhà Đức lên không có nói chuyện được quý vị. Không có nói chuyện được, mà khi nó quá ốm quá xấu thì quý vị muốn điệu làm sao cũng không được. Thật sự mà nói quý vị ơi, người đẹp nhờ lụa, mà thân thể nó không có một cái gì hết trơn thì có lụa đắp gì vô nó cũng nhìn nó còn ghê gớm hơn nữa quý vị. Nó thật sự luôn á. Lụa nó đắp lên mà nó coi đẹp là ít gì, con người nó cũng coi được một chút thì nó mới kết hợp miếng lụa này mà coi được. Chứ nếu như mà con người này nó như là ghẻ chóc cùi đuôi, bây giờ đắp lên, nó đắp lên mà vàng khè gì vô, bị nhìn vì thấy nó không giống đâu vào đâu chứ. Nên bản thân của mình phải biết thương mình rồi mình mới thương người ta được nghe quý vị. Đúng không? Đó. Ví dụ như bây giờ hoa hậu Kim Thoa rồi đi, người ta cao ráo, người ta đẹp, người ta bận đồ trước mặt bao nhiêu con người, người ta cũng có sự tự tin của người ta lắm chứ giỡn đâu quý vị. Chứ nếu như mà giờ hoa hậu Kim Thoa mà xấu xí thì làm sao còn sự tự tin trước nhiều người nữa quý vị. Nhưng cuộc đời con người cũng đừng bao giờ lấy chỗ này để làm điểm chính mà sống, mà hãy nhắc mình có những lúc tự nhiên
chúng ta sẽ tụt dốc và xấu, cực kỳ xấu. Lúc đó ta phải làm sao? Ta phải làm sao? Phải tiếp tục mà sống, và cũng phải có niềm vui và có nụ cười. Để làm chi? Để cho ta thấy được mình lúc thịnh cũng vui, lúc si cũng vui. Hôm đó là bài học giáo dục hay lắm nha quý vị. Nhớ kỹ, chúng ta muốn cầu nguyện cho người được bình an, cho người có được niềm vui, có được hạnh phúc. Nó không phải là cái cầu nguyện và một số chương trình là nó được đâu quý vị. Mà con người này họ phải xây dựng lại tâm tính của họ. Rồi họ phải đoạn được lòng tham bớt đi. Rồi họ bớt đi tâm sân hận, bớt đi tâm hơn thua đấu đá. Cái này mới là cái gia trì để giúp cho họ, để mà chuyển khổ đau có được an vui. Nhớ kỹ nghe. Ví dụ như một số nghi thức, một số chương trình giỏi lắm là giống như là mình ấm lại cõi lòng chút thôi. Có cái bài hôm qua Nhật Đức chia sẻ về ngày mùng 8 tháng 3 có ý nghĩa gì. Nhật Đức coi bình luận có nhiều người nói rằng thầy hôm nay tặng cho chúng con được bó hoa này, con sống với chồng con 20 mấy năm chưa hề có được một cành hoa. Thật sự quý vị, thì một cái bó hoa là một cái tượng trưng cho một cái nhân để mà mình sống cho tốt, để nhắc nhở mình. Hoa quả quý vị, trong nhà Phật lấy hoa để mà biểu trưng cho cái nhân nhắc nhở mình tốt. Thì mình muốn có quả tốt thì cái nhân mình gieo phải tốt. Tại sao mà mỗi ngày như Đức sống thường vui vẻ vậy? Quý vị biết rằng nghe, có khi mà nhà Đức ngồi chung với một số người á, nó đa phần là nó tào lao không luôn đó quý vị. Nó nói chuyện tào lao không luôn. Mà nhà Đức thấy họ cười, họ vui, những Đức cũng tào lao giống như họ luôn. Tôi nghĩ đi. Nghĩa là những Đức có thể mà nhập duyên nhập cảnh được đến mức như vậy đó. Nhà Đức không quan trọng cái việc quý vị là đặc biệt gì, miễn là quý vị vui là mình thấy người ta vui mình vui, thấy mình mừng cho người ta được vui. Nói thiệt á, cũng vì cái tâm đó mà cho những Đức được cái niềm vui nhiều quý vị. Những Đức thường an tâm, những Đức thường vui, thường nghĩ ra nhiều việc lợi ích cho mọi người. Mình thường nghĩ những điều lợi ích cho người ta thì bản thân mình sẽ được lợi ích. Giống hệt như giờ quý vị cười với người ta là người ta sẽ cười lại quý vị đó. Thật sự á, đúng không? Còn mình nhăn mày nhăn mặt với người ta là người ta nhăn mày nhăn mặt với mình à. Cái chả là y rang quý vị à. Nên trong cái cuộc đời này á, Phật Pháp nó giúp chúng ta vượt lên chính mình. Nên cái bài học hôm nay á, ngay ngày mùng 8 tháng 3, những Đức học là ngày mùng 8 tháng 3 phụ nữ vượt lên chính mình. Rồi mấy cô cũng đem hoa đến tặng, nhưng Đức có hoa bự quá chàng luôn. Hoa này hình trái tim nghe. Thôi gỡ tặng đến cho tất cả người phụ nữ ở cái quả địa cầu này nghe. Ai cũng được quý vị. Thí dụ như giờ hoa này có nhiều cành nhưng mà đem ra chia ra cũng không đủ. Người có người không vẫn không được tròn vẹn. Nên chúng ta đem một cái bó hoa này, chúng ta gỡ tặng cho tất cả người phụ nữ ở quả địa cầu này, ai cũng được nhận. Và nhắc mỗi người chúng ta, bạn nên gieo cái nhân thiện để bạn có được cái quả thiện tốt đẹp. Bạn nên gieo cái nhân cho người vui vẻ để bạn có niềm vui vẻ. Thấy không? Nghĩa là bạn nên gieo cái bình an cho người để bạn có được cái bình an. Bạn đừng nên tạo ra cái khổ đau cho người khác để bạn không chịu cái quả báo khổ đau. Đúng quý vị, gieo nhân nào gặt quả báo nấy thôi. Chúng ta nên gieo cái quả tốt, hay là cái nhân tốt để có quả tốt. Nhớ kỹ. Nên thấy nguyên một bó hoa bự như gì
thêm bó hoa nhỏ xíu đằng kia nữa kìa, thấy không? Nhưng mà tượng trưng thôi, để gỡ tặng ngay ngày 8 tháng 3 ngày phụ nữ vượt lên chính mình. Chúng ta nở nụ cười cái gỡ cho tất cả những người phụ nữ đang ở một chỗ nào, vị trí nào cũng được nghe nụ cười chúng ta mà được âm hưởng, và họ cũng nên cười theo chúng ta. Ha ha ha. Đúng không? Quý vị nhớ nghe, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nghe quý vị. Mỗi một con người chúng ta mà thường tích lũy được niềm vui thì khi cái khổ đau đến với mình nó sẽ giải tỏa rất là mau. Nhớ kỹ chỗ này. Nếu như mỗi ngày mà chúng ta mà buồn phiền nặng nề, chỉ cần một chút xíu khổ đau thôi, thì tức khắc nó phát tán sự khổ đau này ghê lắm. Giống như một con người mà đã trúng độc nhiều quá rồi, bỏ một chút độc vô là tức khắc kích thích cái là phát tán độc liền. Còn mình mỗi ngày mình giải độc, là mình cười là mình giải độc á. Người nó vui nhiều là cơ thể mình ít độc, thì bỏ một chút độc vào nó cũng không ảnh hưởng gì. Giống như một cái lu nước á, nó trong, một giọt mực nhiễu vào chưa đến nỗi đục, nhưng một ly nước thì một chút mực nhiễu vào tức khắc nó đục ngầu. À, nhớ kỹ nghe quý vị. Đó. Mà muốn được như thế nào để chúng ta có niềm vui, quý vị phải nhớ mỗi ngày chúng ta cần nghe pháp. Nghe pháp rất là quan trọng. Tất cả sự buồn khổ gì nhờ nghe pháp mà cởi mở tâm tư. Nghe pháp là cởi mở tâm tư nghe quý vị. Nghĩa là pháp nó giống như một viên thuốc giải vậy đó quý vị. Giải độc. Mà nó giải cái độc gì? Nó giải cái độc của nội tâm khổ đau. Giải cái độc của nội tâm khổ đau. Có những người rầu rĩ về cái chuyện gia đình, vì con, vì gia đình mỏi mặt, rồi sự nghiệp, tiền bạc, thiếu nợ, đủ chuyện, rầu rĩ, buồn khổ. Thật sự mà nói những sự việc đó nó đã dính phải rồi. Bây giờ chúng ta nhờ nghe vào pháp mà mỗi ngày chúng ta an vui, chúng ta sống trong cái cảnh an vui để mà mình làm, mình giải quyết vấn đề nợ nặng. Chứ bây giờ khổ đau sao làm ăn được cái gì quý vị? Rồi hay bị chồng bỏ, vợ bỏ, hay con hắt hủi, thì bây giờ mình cũng phải sống vui để cuộc đời mình nó còn có ngày mai, nó còn có cái năng lượng sống trong cuộc đời, nó còn cái nhựa sống để mà mình còn tiếp nối cuộc đời mình. Chứ nếu không quý vị, khổ đau buồn phiền đến khi nó tồn động thành một cái nghiệp buồn khổ, thì khi một hơi thở thở ra không hít vào thì chúng ta phần nhiều đi vào tam đồ ác đạo. Nhớ nghe. Đó. Nên hôm nay á, tặng hoa cho quý vị là tặng cái nhân á, quý vị nên á, sống thiện, sống tốt, để mà cuộc đời mình được cái quả tốt. Chứ bao nhiêu lời chúc tụng á, nghe nhiều rồi mà nó không giải quyết được vấn đề. Mà chúng ta nghe pháp á, nó giải tỏa được tâm tư. Nhớ nghe quý vị. Bây giờ á, ngày 8 tháng 3 này bao nhiêu người phụ nữ được nhận hoa, được nhận quà. Nhiều lắm quý vị ơi. Ngày nay người ta bán đồ cũng đắt lắm á. Ừ. Thấy không? Rồi các cặp tình nhân, người đàn ông cũng, người nam cũng mua quà tặng bạn gái đâu nữa. Nên ngày nay là mấy ngày mà cơ hội bán đồ. Thấy không? Bán quà, bán này, bán nọ đủ. Thấy không? Rồi tặng cái là cười một cái. Rồi hung thêm cái nữa, kết duyên. Thấy không? Tặng quà xong rồi hung cái. Rồi dẫn đi ăn chè. Nên mấy ngày này mấy quán chè bưởi bán đắt lắm. Hiểu chưa? Nên hiểu chè bưởi không? Nên hoa quả đồ tặng mấy ngày này dữ lắm nghe. Rồi nói bao nhiêu lời ăn tình ngày này nè. Rồi bao nhiêu lời hứa hẹn nè. Nhưng mà bao nhiêu lời ăn tình, bao nhiêu lời hứa hẹn đó đó, rồi sau này quý vị sẽ biết nó sẽ như thế nào. Hiểu không? Rồi cũng cái ngày này nè, bao nhiêu lời ăn tình, bao nhiêu lời hứa hẹn nè. Mà ngày nay nè, là nó cũng sẽ tồn động lại một tháng sau, coi chừng có nhiều em bé ra đời. Hiểu không?
không phải đơn giản nha. Đó, nên á, chỉ có nghe pháp à, nghe pháp là nó giải tỏa được cái tâm tư đó quý vị. Nên những đức từng ví dụ rằng á, giống như á, một cái đường ống này nước đi qua, mà giờ á, đường ống nó bị nghẹt rồi, thì á, sao nước qua được đây? Chúng ta muốn nước nó qua thì phải thông ống. Mà Phật pháp á, là giống như nó thông tâm mình. Con người nó đang bị trở ngại cái tâm, giống như cái đường ống mà bị nghẹt vậy đó. Cái tâm bị trở ngại rồi, nó không có niềm vui, nó giống như là nó bế tắc rồi. Ngày nay có nhiều người, người ta có bạn trai bạn gái nhau, người ta dẫn nhau đi. Còn nhiều người không có ai chứ thì cũng buồn lắm, buồn lắm quý vị. Nên mấy cái bà đi chùa này chắc không có ai nè. Nói vui vậy thôi, chứ đây là người ta mộ đạo, thấy không? Ta mộ đạo rồi cái gì thì hồi sáng rồi, hoặc là nghỉ trưa xong rồi, rồi chiều cũng giao lưu rồi, thấy không? Mặt mày thì cũng vài ba đếm rồi, rồi chiều rảnh nè rồi mới cho đi, thấy không? Hát tuồng hay trả bài gì cũng là chuẩn bị xong hết rồi, rồi bây giờ đi chùa thôi, thấy không? Nên chuyện gì nó xong nó cũng xong rồi. Nhưng mà quý vị cuối cùng quý vị thấy rằng đi đến chùa mà nghe giảng đạo thì đây mới là thật sự cái món quà tặng ý nghĩa đặc biệt quý vị. Hôm qua thì chúng ta chia sẻ về cái công hạnh và có cái khổ người phụ nữ. Còn hôm nay thì chúng ta khuyên người phụ nữ nên vượt lên chính mình. Sống trong cuộc đời này, ngày nay chúng ta chia sẻ vào pháp tính là nửa tiếng thôi mà cũng 45 phút rồi. Thấy không? Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện Tam Bảo gia hộ đem công đức niệm Phật, công đức hướng dẫn người tu ha, làm nhiều việc phước duyên. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả những người phụ nữ ở quả địa cầu này. Người hạnh phúc thì càng hạnh phúc, người khổ đau thì phát triển được sự hạnh phúc, người bệnh đau thì có tâm quyết tu hành để vượt qua sự bệnh đau của nội tâm, người buồn khổ, cô đơn, chán nản thì nguyện cầu đem công đức hồi hướng cho quý vị để ấm áp cõi lòng hướng đến chỗ giải thoát an vui. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Cười lên vị ơi. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Tặng vị bó hoa đẹp nha. Tặng vị bó hoa xinh đẹp nha. Ai cũng đưa tay lên đón nhận bó hoa nha. Chúc quý vị an vui hạnh phúc quý vị ơi. Và tín nguyện niệm Phật, khi bỏ báo thân này chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.